sao mà bây giờ con biết đâu? Biết đâu mày hỏi à? Mày biết đâu đi du lịch rồi. Mày hỏi chân nó à? Nó con tao, tôi không nói mà mày hỏi tao. Tao không biết, nhưng mà bây giờ tao đang hỏi là con biết đâu, mày trả lời tao biết. Nói mày đi. Làm gì đó hay gì, nói cho tao biết để tao biết. Chỉ khi tao sang nhà chúng mày, để đuổi lại nhà, để cho cháu tao, để ở cái nhà đấy cho nó mát mẻ. Bây giờ mày chúng mày đuổi. Chính vì nó đấy, bây giờ tao đâu để yên nó chuyện này đâu. Nó đi du lịch rồi, tao mới cho nó tiền đi du lịch rồi, chồng tao đều biết đâu. Tao bảo tao không phải tao đuổi, nhưng mà mẹ tao cũng bảo cho nó ở, nhưng mà phải quan trọng là tiền. Có tiền tao cho ở chứ. Đấy có phải chị mày không? Đấy có phải cháu mày không? Tao không cần biết. Nhưng mà chỉ tao bà ấy đi theo thằng kia rồi thì bà ấy cứ chịu thôi. Bây giờ dù gì đi nữa, đấy cũng là họ hàng là mày, máu mủ của mày. Mà bây giờ mày làm thế với cả chị. Thế mày, tao hỏi mày từ lúc cái trước chị mày nuôi mày, cho mày ăn học các thứ. Bây giờ mày làm thế với cả chị mày, mày có thấy được không? Là sao được? Nhá. Không có nữa. Mẹ chị mày mà chị tao phải ở căn nhà. Là họ hàng là mày, máu mủ của mày. Nhiều khó đi lên sang giàu, thì ta phải biết quý đông tiệm sương màu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tìm, người xem thường ta nhất chính là người thân. Khi ta trượt ngã đấy mọi người ạ. Nói chung là mấy hôm nay bây giờ mình mới lên tem, thì hôm nay là mình thấy mọi người bảo ấy, không thấy con Bíp đâu, mà trong khi đó mà toàn gặp thằng Dũng với cả con Nhọc thôi. Không hiểu thằng Bíp giờ nó trốn nợ hay nó đi đâu rồi. Bây giờ mình mới về quê xong, bây giờ mình mới lên đấy. Không biết bây giờ chúng nó đâu ấy, bây giờ khéo là phải đi tìm nó ấy, để hỏi bọn thằng Dũng cái này là thằng Bíp đâu rồi. Chính vì bọn con Bíp này mình mới mất nhà, anh Kiên mất nhà xong các thứ. Bây giờ đến cả anh Tuấn anh bị đâm như thế rất chi là cay luôn anh ạ. Nhưng mà bây giờ không hiểu làm nào bây giờ. Thôi khéo bây giờ mình phải lên kia tìm xem là sao nhà nó tìm, hay là đi đường này may thì gặp chúng nó để còn băm vào chúng nó. Thật sự mọi người luôn là từ lúc mà hôm qua mình mới lên ấy, đấy mình nghe được anh Tuấn với cả thằng Bình nó kể bao nhiêu sự việc. Ô ơi đứng lại, nó bảo bây giờ nha, tao có chuyện muốn nói mày đã, từ từ như nào nói luôn. Của tao gì thì mẹ tao rảnh hơi nói chuyện mày đâu. Thế tao hỏi mày bây giờ con Bíp đâu? Biết đâu mày hỏi Mẹ, nó con tao, tôi không nói mà mày hỏi tao. Tao không biết, nhưng mà bây giờ tao đang hỏi là con Bíp đâu, mày trả lời tao biết. Nói mày đi. Làm gì đó hay gì, nói cho tao biết để tao biết. Nó đi đâu việc của nó, đến tao. Tao không biết tao mẹ mà 24 giờ mẹ tao trông nó đâu. Biết mẹ chung mày anh em với nhau, tiền bạc xong còn chia đôi với nhau. Xong bây giờ lại hỏi là không anh em gì, thế nào? Liên quan gì đến mày mà mày hỏi nó? Mày là gì mà mày hỏi nó? Bây giờ tao không cần biết là tao đang tìm mẹ bọn nó ấy. Tại vì nó ấy, mà bây giờ anh chị tao phải mất nhà. Xong rồi nhau không đợi nhá. Anh chị cứ tao sang nhà chúng mày, để đòi lại nhà, để cho cháu tao, để ở cái nhà đấy cho nó mát mẻ. Bây giờ chúng mày đuổi. Chính vì nó đấy, bây giờ tao đâu để yên nó chạy đâu. Nó đi du lịch rồi, tao mới cho nó tiền đi du lịch rồi, chồng tao đều biết đâu. Tao bảo tao không phải tao đuổi, nhưng mà mẹ tao cũng bảo cho nó ở, nhưng mà phải quan trọng là tiền. Có tiền tao cho ở chứ. Nó nào tiền bọn kia, xong rồi nó không có tiền trả. Xong rồi nghĩ là nó sang đây nó lấy căn nhà được. Thế tao hỏi mày, đấy có phải chị mày không? Đấy có phải cháu mày không? Tao không cần biết. Nhưng mà chỉ tao, bà ấy đi theo thằng kia rồi thì bà ấy thì chịu thôi. Bây giờ dù gì đi nữa, đấy cũng là họ hàng là mày, máu mủ của mày. Mà bây giờ mày làm thế với cả chị. Thế mày, tao hỏi mày từ lúc cái trước chị mày nuôi mày, cho mày ăn học các thứ. Bây giờ mày làm thế với cả chị mày, mày có thấy được không? Cũng là họ hàng là mày, máu mủ của mày. Nhiều khó đi lên sang giàu, thì ta phải biết quý đông tiền sương màu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tìm, người xem thường ta nhất chính là người thân. Khi ta trượt ngã chung là lối bảo là bây giờ không có họ hàng hay anh chị em gì với bọn tao nữa, thì bây giờ đéo bận tâm, bây giờ không quen biết, không người quen. Làm gì phải thế? Còn tao với chị tao ấy, mỗi người một cuộc sống, mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Bà ấy với thằng Kiên thì bà ấy ở cùng thằng Kiên thôi, có ở cùng tao. Bà Thư với chồng phải lo nhà chồng, bây giờ bọn tao vợ chồng với nhau phải lo cho nhau, cả lo cho gia đình tao. Nhưng mày phải hiểu bây giờ ấy, chị Thư cũng khổ. Bây giờ chị Thư phải ở nhà lách các thứ. Mày phải thương chị chứ, bây giờ mày ở cái nhà sung sướng ấy, mày phải cho chị như phải bát cơm bát cháo, cháu nó ăn. Bây giờ mày làm thế cái gì mày hành hạ chị mày à? Lúc mày về ấy, bọn tao mang cơm bát cháo được rồi, nhưng bà hất đi ấy, thì
thì á, cái lần đấy thì bây giờ coi không biết gì luôn ý. Mẹ tao đâu có lòng tốt như thế còn đi mèo xí. Thật ra mình không liên quan đến chuyện đấy. Bây giờ mày phải biết này, chị mày gọi là bây giờ chị mày đẻ cháu nó ra rồi thì bây giờ mày phải cho chị ở cái chỗ gọi là sang được để cho cháu nó còn gọi là có chỗ chui ra chui vào. Nên chúng mày làm như thế cái gì bây giờ cháu nó không được cái ở sung sướng à? Bây giờ chúng mày đây được ở cái nhà sung sướng mà bây giờ cháu nó lại khổ. Cô bà Thư đẻ tao đẻ đéo đâu mà tào lô. Tao biết đéo tao. Bà Thư đẻ thì bà Thư đẻ rồi gia đình chẳng kia phải lo. Chứ liên quan gì mà tao phải nói với tao, tao có đẻ thế mà nói với tao. Thiên đấy là gia đình nhà thằng Thiên từ lo mà. Nhưng mà tao... mày ấy, mày cũng là máu mủ của nhà thằng Dũng, được chưa? Cũng là máu mủ nhà chị Thư. Bây giờ mày làm thế được không? Hả? Sao mày làm thế được tao không? Tao chả bất tâm, bây giờ nó tuyên bố là không có anh em mày là anh em hay họ gì cả. Nó cũng tuyên bố này, không có tao rồi. Chuyện đấy có phải chuyện của mày không mà mày nói? Hả? Này không phải chuyện của mày, đừng xía vào nghe chưa? Tao ấy... ơi mẹ sang đây nói chuyện mày không nghe chưa? Nhưng mà tao chỉ muốn giúp anh chị ơi, anh... Thôi, bây giờ ấy, bà Thương giờ ấy, đấy là kia nó thì lo, thằng kia nó tự lo à. Mỗi người cuộc sống riêng, nhà ai mới ở, thì ai mới làm. Chia mà chuyện người khác thì... tao chỉ muốn lo cho anh chị nhà mày thôi, cũng không được à? Không phải lo à, nhà gia đình tao như nào cũng được. Mà mày lo cho bà Thư thì nói với bọn tao. Bây giờ mày than vãn bọn tao liên quan gì? Lo thì bỏ tiền ra mà lo đi, liên quan luôn. Mày đừng khốn nạn thế, rồi lúc nhau cho mày khối hận thôi. Bọn này nó nào như thế mà ngày trước đây ấy, anh Kiên xong giúp nó cho nó cái này kia đến xe của nó đi đấy là anh Kiên mua cho nó mà bây giờ mọi người nhìn thấy đối xử với cả anh Kiên như thế mà bây giờ con của anh Kiên không có ở không có chỗ để ở cơ mà bây giờ phải ở cái nhà lách nhà lát lát bây giờ mình thấy họ hàng với nhau mà chị em ruột với nhau mà có đáng quay không? Ôi bây giờ cháu đi về xem sang nhà chị Thư xem cháu nó như thế nào. Đau quá. Anh mình bây giờ kiểu cái tay mình này anh em không? Đau quá. Thôi đi về chưa biết sao này. Bây giờ cứ sang mặt mẹ bên nó á cái gì. Bây giờ phải gọi công an xuống xử lý bọn nó thôi. Thì may ra còn đến lại cái nhà đấy được. Mà cái nhà đấy chủ lợ nó lại đàn em của con Ngọc cơ. Sao được?